hoàng kim rực rỡ, hồng ngọc dịu dàng. Còn đây là Tú Trân, Notagi, đuôi phượng. Giống cây trồng duy nhất ở trang trại này là nấm, nhưng những loài nấm ở đây lại khiến cho mọi người phải chú ý, từ tên gọi lạ tai, màu sắc bắt mắt và cả những nguyên liệu làm thức ăn cho chúng. Tất cả những cái này là phần phụ của ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp cao su, ngành công nghiệp mía đường và phần phụ của ngành sợi. Bình thường là thải ra ngoài môi trường và thì ở đây là thu gom lại để ủ theo công nghệ lên men, tạo ra một thứ giá thể mà nấm vô cùng thích ăn. Nhiều năm nghiên cứu khoa học và hiểu rõ về thế giới loài nấm, người chủ trang trại nấm này muốn đem những điều thú vị ấy giới thiệu đến mọi người. Bây giờ chúng ta hãy thử hái cái này nhé. Mình sẽ bẻ xuống và mình bẻ lên. Rồi, tốt lắm. Nấm rất là đẹp đúng không ạ? Nấm hồng ngọc này rất là ngon. Mình nấu súp này, hoặc là có món tẩm bột chiên cũng ngon. Hoặc là gỏi nấm, hoặc là nấm hấp. Tùy từng, và snack nấm cũng rất là ngon. Giá trị dinh dưỡng của nấm thì ai cũng biết. Nhưng bạn đã từng hái nấm, bạn đã biết về quy trình trồng nấm sạch, bạn muốn nhìn thấy những loại nấm lạ mắt hay muốn tìm hiểu các đặc tính của loại cây trồng này? Tất cả bạn có thể trải nghiệm ở đây. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy loại nấm này, tên của nó là nấm hầu thủ, có nguồn gốc ôn đới và với khí hậu mát ở Đà Lạt thì có thể trồng quanh năm. Ngoài những giống nấm có nguồn gốc nước ngoài, ở đây còn có những loại nấm bản địa được nuôi cấy từ nguồn giống đặc biệt. Hồng chi này thì được thu mẫu, được tiến sĩ Trương Bình Nguyên thu mẫu ở Trại Mát, phân lập. Và đặc biệt là giống nấm hương của Việt Nam thì là được thu mẫu ở trên đỉnh núi Lang Biang. Về mặt chất chống ung thư nó rất là tốt, đặc biệt là trong phần chân nấm. Hôm nay thực sự là có một cái buổi tìm hiểu rất là thú vị về các loài nấm, từ tên gọi đến màu sắc cũng như là cái chủng loại luôn á chị. Hái nấm cũng vui đúng không? Dạ. Khí hậu Việt Nam phù hợp cho nhiều loại nấm, nhiệt độ mát quanh năm ở Đà Lạt càng thích hợp cho các giống nấm phát triển. Một trải nghiệm nhỏ với loại cây trồng quen thuộc, người chủ trang trại này muốn mọi người hiểu hơn về giá trị của loại cây trồng này, cũng như những lợi thế của khí hậu phục vụ cho nông nghiệp khi các sản phẩm ở đây làm ra chủ yếu để chế biến xuất khẩu.